thời La Mã, bánh xe nước đã được chế tạo. Bánh xe nước chuyển hóa cơ năng của dòng nước thành các dạng năng lượng khác phục vụ cho con người. Các đặt thử nghiệm có thể được coi là hậu duệ của bánh xe nước, vì chúng lợi dụng chuyển động của dòng nước thành hướng dẫn. Với thế mạnh sử dụng nguồn năng lượng sạch có sẵn trong thiên nhiên, nhà máy thủy điện được xây dựng rộng rãi, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng sản lượng điện của thế giới. Máy phát điện trong nhà máy thủy điện sử dụng tua bin thủy lực là các bánh xe nhỏ quay bởi dòng nước. Nước được dự trữ trong các hồ lớn trên cao, ngăn bởi các đập thủy điện. Khi hoạt động, nước được dẫn chảy xuống bằng các đường ống. Thế năng của nước hóa thành động năng làm quay các tua bin của máy phát điện. Tại Việt Nam, tính đến năm 2019, có khoảng hơn 250 công trình thủy điện đang được khai thác và hơn 200 công trình đang xây dựng. Các công trình thủy điện không chỉ có vai trò quan trọng trong việc sản xuất điện năng, còn là biểu tượng cho sự kết hợp giữa sức mạnh hùng vĩ của thiên nhiên và vẻ đẹp trí tuệ của con người. Như vậy, chúng ta vừa trả lời câu hỏi số 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Chọn các mệnh đề phù hợp ở hàng trên và hàng dưới. Ở hàng trên, chúng ta có 4 mệnh đề. 1. Khi bạn chịu thêm lực ma sát thì trong quá trình chuyển động. 2. Trong quá trình vật chuyển động, khi động năng tăng thì. 3. Nếu vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực thì. 4. Cơ năng của vật. Và ở hàng dưới, chúng ta có 4 mệnh đề. A. Thế năng giảm và ngược lại. B. Cơ năng của vật giảm. C. Bằng tổng động năng và thế năng của vật. Và D. Cơ năng là một đại lực bảo toàn. Chúng ta đã xem xét kỹ từng mệnh đề ở hàng trên để chọn mệnh đề hàng dưới cho phù hợp. 1. Khi bạn chịu thêm lực ma sát thì trong quá trình chuyển động. Như vậy ta thấy rằng cơ năng của vật